Thưa quý vị và các bạn, sinh ra, lớn lên và từng nhiều năm hoạt động trên các cương vị khác nhau tại thủ đô Hà Nội, nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt với mảnh đất và con người thủ đô. Tổng Bí thư cũng đã có nhiều chỉ đạo sâu sát đối với sự phát triển của thủ đô, không chỉ trước mắt mà còn về lâu dài. Người con ưu tú của mảnh đất ngàn năm văn hiến đã để lại những ấn tượng sâu sắc, những tình cảm đặc biệt trong lòng cán bộ và nhân dân thủ đô. Với trình độ và năng lực xuất sắc, tư duy khoa học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng được Đảng, Nhà nước giao đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt, quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhớ lại giai đoạn từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 6 năm 2006, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội đã cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, thể hiện sự quyết liệt, mang lại những chuyển biến rõ rệt về diện mạo và tầm vóc thủ đô. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong cuộc sống, trong sinh hoạt mềm dẻo bao nhiêu thì khi cần kết quyết đoán thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng rất quyết đoán. Cho nên lúc đó ở Thành ủy Hà Nội hay có cái khẩu hiệu quyết liệt hơn nữa, chủ động hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Đấy đúng là cái tính cách của tổng chỉ huy của Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, hình ảnh về một Bí thư Thành ủy tâm huyết với thủ đô cũng đã in đậm trong lòng các tầng lớp nhân dân. Đồng chí đã chỉ đạo lãnh đạo bộ máy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội và cán bộ nhân dân thành phố Hà Nội là phải luôn tự hào mình là người Hà Nội và luôn đóng góp để xây dựng thủ đô hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ đi đầu cả nước. Và dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với thủ đô. Hàng năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, Tổng Bí thư đều đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô với tình cảm đặc biệt, thân thương, gần gũi. Cái nổi bật ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một con người rất là giản dị, rất là sâu sắc, rất là khiêm tốn, rất là dễ gần và rất là dân chủ trong cái hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri hay những lần trực tiếp làm việc với Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở Hà Nội phải gương mẫu đi đầu, làm gương cho cả nước, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng. Phải gương mẫu, phải giữ gìn, thủ đô phải đi đầu. Và tôi biết là Hà Nội cũng đang làm rất là quyết liệt, cho nên vẫn phải kiên quyết, kiên trì, lâu dài và phương pháp phải đúng. Chúng ta tiếp tục thực hiện cái công cuộc đấu tranh này, không ngừng. Từ khi còn giữ vị trí Bí thư Thành ủy Hà Nội và cho đến khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Hà Nội. Tổng Bí thư luôn mong muốn xây dựng thủ đô là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại. Mong muốn ấy sẽ là động lực to lớn thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô nỗ lực vươn lên, phát triển gương mẫu đi đầu, làm gương cho cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng 9 lần thăm Trung Quốc trên nhiều cương vị khác nhau. Do vậy, ông cũng có nhiều dịp tiếp xúc với các chuyên gia, học giả và nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Sự hòa nhã, hiền từ và tư duy mẫn tiệp của Tổng Bí thư đã để lại những ký ức đẹp trong lòng các nhân sĩ Trung Quốc từng gặp ông. Sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, là học giả nghiên cứu lâu năm về Việt Nam và từng có thời gian dài học tập tại mảnh đất hình chữ S, giáo sư Mễ Lương, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, hết sức tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát to lớn đối với Đảng và nhân dân Việt Nam, cũng như Đảng và nhân dân Trung Quốc. Người dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo xuất sắc, nhân dân Trung Quốc cũng mất đi một người bạn tốt, người đồng chí tốt và người anh em tốt. Là người đã từng gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi cảm thấy hết sức đau buồn.
giáo sư Hứa Lợi Bình, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cũng không giấu nổi niềm xúc động về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là một học giả có nhiều năm nghiên cứu về các vấn đề ASEAN, tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tôi cho rằng ông là một nhà cách mạng, nhà chiến lược và nhà tư tưởng vĩ đại. Ông không chỉ có công lao to lớn đối với công cuộc đổi mới, mở cửa của Việt Nam, mà còn có những đóng góp rất quan trọng cho quan hệ Trung Quốc và Việt Nam. Bà Vương Phong, một cựu nhà báo của Tân Hoa Xã, đã bồi hồi nhớ lại lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi mới gặp ông một lần và được tiếp xúc từ cự ly gần. Tôi có cảm nhận ông là một nhà lãnh đạo rất thân thiện, sáng suốt và dễ gần, một nhà lãnh đạo hiếm có của Việt Nam. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương to lớn đối với chúng tôi. Không chỉ dư luận, truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều lời ca ngợi cho những công hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước Việt-Trung. Thưa quý vị, từ năm 2011 đến nay, trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời cũng là trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong sự nghiệp của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ rất nhiều quan điểm sâu sắc về công tác cán bộ và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm lại những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được mọi tầng lớp nhân dân ngưỡng mộ và ghi nhớ. Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn thì càng phải gương mẫu trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, cứ làm đi, có hiệu quả, dân tin. Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể xóa ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn. Phải rất kiên trì, không ngừng, không nghỉ. Phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, cho rằng nếu đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quá mạnh sẽ làm cản trở sự phát triển, làm nhụt ý chí và sự sáng tạo. Nếu ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên cho người khác làm. Nếu đã vi phạm rồi, thấy tay nhúng tràn rồi, tốt nhất là thôi xin thôi đi. Đấy là nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, mở đường cho mà tiến bộ, chứ đâu phải cứ cốt sự nặng. Tôi cũng đã nói nhiều lần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai, rõ đến đâu làm đến đấy. Nhưng mà hình như cho đến bây giờ, phương châm ấy đã được toàn đảng, toàn dân hoan nghênh. Mà tôi hay nói là đừng cua cậy càng, cá cậy vây. Anh nào cậy mình có quyền thế nọ thế kia, mà không có một sự phối hợp, nó thật là nhịp nhàng, ăn khớp, thì cả hệ thống chính trị của chúng ta, dù mạnh mấy, cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Công tác cán bộ là công tác con người hết sức quan trọng nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, phải có con mắt tinh đời, đừng nhìn gà hóa cuốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín, có khi xanh vỏ đỏ lòng. Tôi vẫn nói tiền bạc lắm làm gì, chết có mang đi theo được không? Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Mất tiền còn có thể lấy lại được, mất con người, mất danh dự, mất đạo đức thì còn gì nữa.